Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nữa. Còn Pyramid, dự án Mono. Dự án này sẽ còn 3 day nữa là kết thúc. Và chúng ta sẽ phải đăng ký và chúng ta hold cái đồng USDT cũng như là hold cái đồng HT Holding các bạn nhé. Thì nó vẫn như những cái dự án trước đây, Premier League 1 và 2 thôi. Dự án này là dự án thứ 3 ở trên cái Hobby Global. Dự án đầu tiên hình như là các bạn được mua hơn 100 đô và nhận được khoảng 2 đến 3.000 đô. Đấy, sau đấy thì cái dự án thứ hai thì các bạn được mua 50 đô và nhận được khoảng hơn 1.000 đô la. Dự án này thì cũng là dự án thứ 3 nhưng mà dành cho những cái bạn nhân phẩm, tức là những cái bạn may mắn nhất thì sẽ nhận được mua nhé, chứ các bạn nhé, chứ không phải là ai cũng vào đây cũng nhận được nhé. Còn những cái bạn holding HT thì đương nhiên là các bạn sẽ được chia sẻ phần trăm nhé. Mono thì đây là cái giới thiệu cái token của nó, giá mua là 0,4 đô la một mã thông báo các bạn nhé. Giới hạn mua hàng là khoảng 50 USDT. Đấy, dành cho thì nó sẽ có hai cái điều kiện. Một là cái đăng ký hàng đợi các bạn nhé. Khi đăng ký hàng đợi này thì các bạn sẽ phải có trong tài khoản ít nhất là giữ 50 USDT cũng như là 50 USDT để sẵn nhé. Cái 50 USDT này là các bạn khi mà các bạn được mua ấy, là nó khóa, nó không có cho các bạn mua cái 50 USDT này nhé. Nó khóa 50 USDT. Đấy, và các bạn chuẩn bị cho mình 50 USDT nữa nếu mà các bạn được mua là chơi luôn chứ không phải chuyển vào nữa nhé. Tức là các bạn hold 100 đô la cho mình. Đấy là cái dự án, đấy là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là từ 10 giờ UTC, tức là khoảng 7 giờ ngày 25 tháng 11, đến 11 giờ UTC ngày 25 tháng 11 là người dùng đủ điều kiện đăng ký, số dư USDT của họ trong tài khoản sẽ bị khóa đây. Đấy, đây là cái quá trình tham gia nhé. Cho nên là các bạn sẽ phải có 50 USDT nữa để mua nhé. Đăng ký holding thì các bạn thấy đây. Holding trên 300 đến 1.000 thì các bạn sẽ số vị trí là 50, yêu cầu số đa là 50. Nói chung là cái này thì nó sẽ chia theo phần trăm mọi người nhé. Đấy. Các bạn hold tối thiểu 3 ngày là 300 HT trong tài khoản từ 16 giờ UTC ngày 21. 21, 16 giờ cộng 4 giờ nhé. 4, các bạn 4 giờ cộng thêm 7 giờ nữa nhé. Đấy thì là sẽ ngày 21. Nó khoảng 11 giờ. 11 giờ tức là giờ này đấy các bạn ạ. Đấy, tức là từ giờ này này, ngày 21 này đến ngày 24 tháng 11, 15 giờ 59 tức là 16 giờ. 16 giờ. 23 giờ, ồ cũng là 23 giờ. 23 giờ ngày 24 nhá là kết thúc. Trong thời gian này thì cái lượng kiểm tra HT nắm giữ bất kỳ lúc nào trong sự kiện. Ngoài ra hãy đảm bảo bạn có lượng USDT nắm giữ tối thiểu cần thiết để đặt lệnh sau bảng sau. Xin lưu ý rằng tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng USDT. À, các bạn hold nha. Các bạn hold 300 cái đồng đến 1.000 cái đồng, các bạn sẽ phải hold tối thiểu là 50 USDT ở trong này nữa. Đấy, cho nên là mình mới bảo các bạn là phải hold thừa USDT ra để khi mà nó cho chúng ta mua ấy, thì chúng ta trừ luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn đủ điều kiện thì các bạn sẽ phải nhận đăng ký nhé, ấn nút đăng ký. Các bạn vào trong cái phần Hobby Global ở đây. Các bạn sẽ thấy một cái hình Momo ở đây nhé, các bạn ấn vào cho mình thì nó ra như thế này này. Đấy thì chúng ta sẽ phải ấn vào Verify. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ phải log in nha các bạn nhé. Đấy, mọi người log in vào trong cái tài khoản cho mình nhé. Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ chờ cái ngày để chúng ta ấn nhé, như lần trước thôi. Đến giờ là chúng ta vào ấn nha mọi người nhé. Cái này thì là bao nhiêu giờ nhỉ? À, cái này nó cũng chọn ngẫu nhiên 4 người dùng may mắn trong số lượng tất cả những người tham gia đủ điều kiện để phân bổ Momo trị giá 50 USDT. Những người dùng đó sẽ thấy số dư tự tại của họ từ 1 đến 4.000 trên trang web. Có 4.000 người may mắn nhất sẽ nhận được mua cái dự án này nhé, nếu mà các bạn hold hàng đợi USDT. Còn cái này thì xem nào, nó chia theo tỷ lệ à?
Số lượng mã thông báo mới được phân bổ cho mỗi người tham gia bằng số tiền đặt USDT chia cho số tiền đặt hàng USDT cho tất cả những người tham gia nhân với số lượng mã thông báo được cung cấp. Nói chung là holding thì các bạn đảm bảo hơn một ít là các bạn vẫn được mua. Hôm trước mình thấy có một số bạn nhá, holding thì các bạn ấy được mua 4 hay 5 đô la ấy, thì nếu mà nhân lên thì các bạn cũng lãi hơn được 100 đô la, hơn 100 đô la. Nói chung cũng được mà, nếu mà hô thì cũng được đấy. Nhưng mà tốt nhất là mình mong là trúng cái may mắn này này. Trúng cái may mắn ở holding này này. Đấy, các bạn ấn, mọi người bảo là ấn sớm thì nhận được sớm, không phải như thế đâu nhá các bạn nhá. Mình thấy có một số bạn bảo là ấn giây đầu tiên nhưng mà các bạn vẫn không trúng, tức là nó cũng không may mắn luôn. Tức là nó sẽ ngẫu nhiên nhá, random. Ngẫu nhiên 4.000 người may mắn nhất sẽ nhận được mua nhé, chứ không phải là ai cũng được mua. Mà các bạn thấy là có vài trăm nghìn người theo thì 4.000 người mà tạch hết là cũng đúng thôi đấy, tại vì là cái vé rất là ít đấy chứ không phải là nhiều đấy. Vì thế cho nên là đây mới gọi là kèo nhân phẩm. Ở trên này thì là nhân phẩm, còn ở dưới thì ở dưới này thì ai holding HT nhiều thì nó sẽ chia sẻ phần trăm cho các bạn mua nhiều các bạn nhé. Ok, nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Đến giờ thì chúng ta sẽ vào vào ấn thôi. Mở giao dịch vào ngày 25 tháng 11, 13 giờ UTC. Tức là 10 giờ tối. 10 giờ tối ngày 25 tháng 11 sẽ trao đổi cái dự án cái sẽ cho trao đổi cái dự án này nhé. Đấy. Đây nhá, từ 10 giờ UTC nè đến 11 giờ UTC nè, ngày 25 tháng 11 là mọi người phải vào ấn nhá. Đây, mọi người lưu lại cái này nhá. Chứ không là quên ấn. Hôm trước mình quên ấn luôn ý. Bó tay luôn. Làm lòi cả cứt ra rồi cuối cùng lại quên ấn. Nhục ghê cơ đó. Mọi người phải canh cái thời gian nhá. 10 giờ UTC là 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 giờ chiều đến 6 giờ, 5 giờ đến 6 giờ chiều ngày 25. Các bạn nha, 5 giờ đến 6 giờ chiều ngày 25 là các bạn phải vào ấn nhé. Các bạn vào đây này. Mỗi bạn đăng ký cái tài khoản ở trên sàn Huobi là các bạn sẽ phải đăng ký cũng như là xác minh KYC nhé. Đây, cái phần này là phần KYC này. Mọi người ấn vào Verify Now thì nó sẽ tích V ở đây cho các bạn này. Sau đến cái giờ này thì mọi người vào ấn này. Ấn cam kết này, sau đó cho nó cho bán là nó hiện ra đây luôn nhé, để cho các bạn bán mua luôn ở đây. Đấy. Còn ở trong cái tài khoản của các bạn, đương nhiên là các bạn sẽ phải hô HT và mua USDT nhé. Nói chung là khoảng hơn 100 đô la các bạn USDT các bạn hô cho mình ở trên tài khoản spot này nhé. Đây. Đây đây đây. Ở đây thì mình có một ít HT rồi đấy. Đây, mình có 345 HT và 125 USDT đây, mình để hold sẵn ở đây rồi. Đấy, ở phần support này rồi, cho nên là mọi người mà chưa có thì mọi người chuyển USDT hoặc là chuyển các đồng coin khác vào đây để lên spot để chúng ta mua nhé. Chúng ta mua HT từ hôm nay đi. Các bạn hold trừ bây giờ nhé, mọi người làm luôn nếu mà các bạn muốn tham gia nhé. Các bạn mua trên 300 HT và hold cho mình khoảng 150 USDT ở trong ví nhé, là các bạn đảm bảo được một ít. Nếu mà không may mắn thì mình vẫn có cái số HT mình hold nhé. Đấy. HT thì bây giờ xem là giá là bao nhiêu? 10,2 các bạn nhé. Hôm nọ mình mua mười mấy ấy. Đấy, mọi người vào đây mua HT cho mình nhé. Đấy, dip USDT lên, kéo lên thôi, mua nhé. Ấn vào buy HT và hold thôi. Hold lại một ít USDT nhé để cam kết. Thế thôi nhé các bạn nhé. Đấy, đơn giản. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người nhé, cùng tham gia dự án này. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé. Nếu mà ít ít tài khoản thì cũng truyền may mắn cho mình, tại vì là làm hai lần rồi. Premilit 1 và 2 đều tạch. Không được gì luôn. Một số bạn được á, toàn mua có 50 đô mà nhận được hơn 1.500. Xong có lần 1 thì có một số bạn mua 100 bao nhiêu đô và nhận được gần 3.000 hay 4.000 đô gì đấy. Trời ơi, sao là mình tiếc. Nhân phẩm tồi quá. Ai cũng trúng thì nói làm gì, phải không mọi người? Phải có người tạch, người trúng chứ.
Ok nhé, mình sẽ để link ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.